chào cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của Trung Nguyên. Hôm nay Trung Nguyên muốn giới thiệu cho cả nhà một cái món ăn cũng rất là đang hot tại Sài Gòn, và hiện tại thì được anh chị Quỳnh Sương nâng cấp lên bằng thành một cái mẹt nha cả nhà, một cái mẹt ốc, đó chính là quán ốc Quỳnh Sương nha cả nhà. Đây là cả nhà, đó phía sau lưng của Trung Nguyên là quán ốc Quỳnh Sương rất là lớn luôn. Anh chị không bán bằng chiếc xe nhỏ như cũ cũng bốn nữa, mà anh chị bán nâng cấp lên là bán tại mặt bằng, có những cái mẹt ốc rất là nhiều. Bây giờ mời bà con theo Trung Nguyên qua bên đó để khám phá quán ốc của anh chị Quỳnh Sơn nha, tại địa chỉ là 563 phường An Lạc A, quận Tân Bình nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo Trung Nguyên nha.
đi luôn mà cái nhà tôi đi luôn. Không có đồ kẹp nữa.
cay cay không? Thấy nhiều. Mày thấy Nghệ An được lộn cả đi. Yeah. Đây. Cả nhà tìm hai quán nữa nha, phía bên kia nha cả nhà, tại vì cái đường này tới ba quán mà bây giờ mời cả nhà đi cùng nha.